Xin chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023, đoàn cán bộ huyện Bến Lức đến thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, thương bệnh binh nặng, người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Bình Đức, Thành quà, Thạnh Lợi. Tại các nơi đến, lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi chúc sức khỏe các mẹ, các gia đình chính sách, người có công với đất nước và tặng cho mỗi gia đình một phần quà trích từ ngân sách huyện. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 25 tháng 7, 2023, huyện Bến Lức tiếp tục tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Thương bệnh binh nặng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của đảng, nhà nước. Liên quan đến thông tin y tế, thưa quý vị, nhằm triển khai thông tư số 11 của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và các địa phương phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, địa phương, tổ chức công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về việc thực hiện quy định tại các địa điểm cấm hút thuốc lá, đồng thời thành lập hội đồng xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá để tổ chức xét tặng cho các tổ chức cá nhân đạt tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện, toàn tỉnh không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm. 6 tháng qua, số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cấp mới tuyến tỉnh là 100 với các loại hình sản xuất kinh doanh gồm cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống và xuất ăn sẵn. Cấp mới tuyến huyện gần 290 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với loại hình dịch vụ ăn uống. Tỷ lệ cơ sở sản xuất chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc ngành y tế quản lý được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm chiếm hơn 93%. Thưa quý vị, trong thời gian qua, các bệnh dịch truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, không xảy ra dịch lớn. Bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát. Cùng với đó, bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất số huyết đen cũng đều giảm đáng kể so với cùng kỳ. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 207 ca bệnh tay chân miệng, giảm gần 40% so với cùng kỳ. Riêng bệnh số xuất huyết đen ghiêu, tính từ đầu năm cho đến nay, có hơn 1.500 ca mắc, giảm 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh có một ca tử vong vì bệnh tay chân miệng, một ca tử vong vì bệnh sốt xuất huyết đen ghiêu. Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin ca bệnh, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, thực hiện tốt công tác chỉ đạo về phòng chống dịch nói chung và đặc biệt là dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng, giám sát chủ động, phát hiện sớm các trường hợp mắc kịp thời thu dung điều trị, không để dịch bệnh bùng phát. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mới đây đã tiếp nhận điều trị một trường hợp sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng sau khi ăn bánh tẻ. 4 giờ sau ăn, bệnh nhân rơi vào tình trạng mạch lã, lơ mơ và tím tái, tục huyết áp. Sau 3 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân cắt được thuốc dẫn mạch, tự thở tốt và chức năng thận phục hồi tốt. Cũng trong những ngày nắng nóng vừa qua, Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam đã tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhi ngộ độc do ăn sữa chua tự làm tại nhà. Sau khoảng một tuần điều trị, tình trạng của hai bệnh nhi ổn định, không còn sốt, nôn đi ngoài và lần lượt được xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà. Theo các bác sĩ, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm, trong đó hai thủ phạm chính là vi khuẩn và quá chất trong thức ăn. Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần chú ý thời tiết nắng nóng, thực phẩm ôi thiêu nhanh. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề cần được chú ý hết sức. Xin chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Công an huyện Đức Huệ phối hợp với văn phòng đại diện công ty thuốc lá Bát tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo phổ biến tuyên truyền công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu trên địa bàn huyện. Các hộ dân đã thảo luận trao đổi các ý kiến thắc mắc về giải pháp, kiến nghị với cơ quan chức năng liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá thông qua hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân nhất là người dân ở khu vực biên giới và những hộ kinh doanh buôn bán thuốc lá nhận thức được hết các tác hại và sự ảnh hưởng của thuốc lá điếu nhập lậu qua đó góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu trên địa bàn huyện đức huệ trong thời gian tới thời gian qua lực lượng công an xã đã phối hợp tham gia giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương khắc phục những khó khăn ban đầu thời gian qua lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh long an đã tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác đổi mới phương pháp làm việc theo phương châm công an tìm đến dân gần dân hiểu dân lúc dân cần lúc dân khó có công an chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về đảm bảo an ninh trật tự được nâng cao Tình hình an ninh trật tự tại các xã trên địa bàn tỉnh hầu hết đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an xã toàn tỉnh đã nắm, tham gia giải quyết 198 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, qua đó đã giải quyết ổn định 195 vụ và không có vụ việc mâu thuẫn kéo dài. Thưa quý vị, để phát huy vai trò của người dân trong công tác phòng chống tội phạm, Mới đây, Công an xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh đã xây dựng thành công mô hình 5 hộ 3 quản, bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vào năm 2020, Công an xã Kiến Bình đã tham mưu cho ủy ban nhân dân xã chọn ấp 7m để làm điểm thực hiện mô hình 5 hộ 3 quản. Cụ thể, trong 5 hộ gia đình điền kề sẽ thành lập một tổ để cùng nhau quản lý 3 nội dung, gồm thành viên gia đình, tài sản của cá nhân và của 4 hộ khác trong tổ. Được sự thống nhất của bà con nhân dân, thì tiến hành họp dân, đồng thời tuyên truyền cái mô hình năm hộ ba quản trên địa bàn thì tôi thấy mô hình này rất là hiệu quả đặc biệt là cái cái góc độ tình làng nghĩa sớm gắn chặt hơn tình cảm gia đình cha cha mẹ anh em trong gia đình được, được được giáo dục, giáo dưỡng, không mắc các tệ nạn xã hội. Thông qua những cuộc họp, trao đổi của các thành viên trong tổ cùng lực lượng chức năng địa phương đã giúp cho bà con nâng cao được ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia phòng ngừa và hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm. Giống như đó là một đại gia đình lớn vậy đó, 5 hộ, thì mỗi hộ sẽ quan tâm quản lý 4 hộ còn lại khi hộ người ta đi vắng thì tôi có thể quan sát hỗ trợ khi mà đi vắng hoặc có người lạ đến á các thành viên trong gia đình tôi thì tôi cũng thường xuyên là vận động giữ gìn an ninh trật tự địa phương tôi thấy nó đạt kết quả cao hy vọng mà nó sẽ phát triển hơn nữa không chỉ ở xã Kiến Bình mà ở huyện Tân Thạnh qua gần 3 năm thực hiện thí điểm, đến nay, mô hình 5 hộ ba quản đã được triển khai tại ba ấp với trên 350 hộ dân điền kề tham gia, được chia làm 71 tổ, Ngoài đảm bảo an toàn được tài sản cá nhân, nhiều thành viên tham gia mô hình còn tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng. Thấy cái mô hình này hiệu quả và báo cáo về công an tỉnh và vào tháng 10 năm 2022 được giám đốc công an tỉnh là công nhận và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi thực hiện ở ấp Đá Biên thì công an xã đã thực hiện ở ấp Cá Tôm và ngày hôm đến thời điểm này thì thực hiện trên cụm dân cư 7m của ấp 7m và tiến tới thì công an xã sẽ nhân rộng cái mô hình này ra trên địa bàn ấp hai vụ còn lại. Xã Kiến Bình là cửa ngõ của huyện Tân Thạnh và cả dùng Đồng Tháp 10. Do đó, việc địa phương đã triển khai hiệu quả các mô hình về an ninh trật tự, trong đó có mô hình năm hộ ba quản đã phát huy được vai trò và trách nhiệm của người dân cùng chung tay với ngành công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi số, giai đoạn từ đây đến năm 2030, tỉnh Long An sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với tất cả các ngành lĩnh vực từ quản lý nhà nước đến hoạt động kinh tế xã hội, phấn đấu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp TFD vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 50% đồng thời chủ động thúc đẩy nghiên cứu, tìm kiếm công nghệ mới, hợp tác chuyển giao công nghệ và phát triển hợp tác quốc tế. Trong đó tập trung vào công nghệ sinh học, dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, tỉnh sẽ bảo đảm chi cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển khoa học công nghệ. Bộ Giao thông Vận tải đã gửi xin ý kiến các bộ ngành về đề án thu phí các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư trước khi gửi lên chính phủ để báo cáo quốc hội. Tuy nhiên, dù đã được gửi xin ý kiến các bộ ngành, nhưng đến nay nhiều bộ chưa cho ý kiến. Theo quy trình, các bộ ngành sẽ phải cho ý kiến để Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp báo cáo chính phủ thống nhất phương án trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp tới cho ý kiến để trình Quốc hội theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, phương án này sẽ thu hút nguồn lực khu vực tư nhân và đảm bảo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 5.000 cây số cao tốc. Thu phí còn giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, nhất là với công trình đường bộ quy mô lớn, tổng mức đầu tư cao. Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi các bộ ngành liên quan lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17 năm 2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, với đường bay dưới 500 km có mức giá tối đa là 1.700.000 đồng một vé một chiều, Giữa các đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, mức giá tối đa đề xuất là 2.250.000 đồng một vé một chiều. Đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức giá tối đa đề xuất là 2.890.000 đồng một giá. Ở khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, dự thảo mới đề xuất mức giá tối đa là 3.400.000 đồng. Cuối cùng, mức giá 4 triệu đồng được đề xuất cho khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên. Ngày 12 tháng 7, kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Vilnius của Litva, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã hoan nghênh việc các nhà lãnh đạo NATO đưa ra các quyết định quan trọng để điều chỉnh liên minh cho tương lai. Trong khuôn khổ hội nghị, các nước thành viên đã nhất trí về các kế hoạch phòng thủ mạnh mẽ và chi tiết nhất của NATO kể từ thời chiến tranh lạnh, củng cố cam kết đầu tư quốc phòng, đồng ý đưa Ukraine đến gần NATO hơn và tăng cường quan hệ đối tác trên toàn thế giới. Ngoài ra, Mỹ và các nước đồng minh đã công bố các đảm bảo an ninh mới cho Ukraine, trong khi chờ đợi thời điểm thuận lợi để quốc gia này gia nhập liên minh quân sự. Cụ thể, nhóm các nước công nghiệp phát triển C7 gồm Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada, Italy và Dương quốc Anh đã đưa ra một sáng kiến đa phương hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine. Các quốc gia khác ngoài G7 cũng có thể tham gia khuôn khổ này. Đổi lại, Ukraine cam kết cải thiện các biện pháp quản trị, đặc biệt thông qua cải cách tư pháp và kinh tế, cũng như tăng cường tính minh bạch, cũng tại hội nghị, NATO đã tăng cường mối quan hệ với các đối tác khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Hôm nay, Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn qua sông 18 vào hôm qua. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định sẽ có hành động tấn công quân sự cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, được sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa để khẳng định khả năng và độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược mới. Triều Tiên tuyên bố tên lửa trên đã bay 1.001 km trong 4.491 giây, đạt đến độ cao 6.648 km trước khi lao xuống vùng biển phía đông nước này. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 12 tháng 7, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông nước này. Lần gần nhất Triều Tiên phóng tên lửa là vào ngày 15 tháng 6, diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thất bại vệ tinh trinh sát quân sự Maliyong 1 vào cuối tháng 5. Trong một động thái liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay để thảo luận về vụ phóng mới nhất này của Triều Tiên. Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của một số nước, trong đó có Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Anh, nước chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an. Theo tổ chức Di cư Quốc tế, số người phải rời bỏ nhà cửa đi đánh nạn kể từ khi giao tranh nổ ra tại Sudan gần 3 tháng trước đã vượt mức 3 triệu người. Dữ liệu do tổ chức này công bố ngày 11 tháng 7 cho thấy hơn 2,4 triệu người đã phải sơ tán trong nước và hơn 730.000 người ra nước ngoài lánh nạn. Hầu hết trong số này sơ tán từ thủ đô Khartoum nơi khởi phát giao tranh giữa lực lượng bán quân sự và quân đội Sudan từ ngày 15 tháng 4 hoặc từ Darfur vì tình trạng bạo lực gia tăng trong thời gian qua. Ai Cập ở phía Bắc và Cộng hòa Sát ở phía Tây là những quốc gia điểm đến của phần lớn người Sudan sơ tán ra nước ngoài. Giao tranh bùng phát khiến nhiều vùng rộng lớn ở thủ đô Khartim bị bỏ hoang, kéo theo các làn sóng tấn công ở Darfur. Người dân phải đối mặt với nạn trộm cắp, tình trạng mất điện, thiếu thực phẩm và nước uống, các dịch vụ chăm sóc y tế gián đoạn, trong khi bạo lực tình dục cũng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng. Kể từ khi giao tranh bùng phát giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự, các nỗ lực quốc tế nhằm hòa giải và chấm dứt giao tranh vẫn chưa đạt được tiến triển rõ ràng. Ngày 12 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yeol đã đề xuất với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho phép các chuyên gia của Hàn Quốc tham gia giám sát việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản ra biển. Đề xuất được đưa ra tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Litva. Thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Yoon Seok-yeol nhấn mạnh rằng sức khỏe và an toàn cho người dân phải là các cân nhắc hàng đầu khi tiến hành xả nước thải ra biển. Do vậy, Tổng thống Hàn Quốc đề nghị chia sẻ thông tin giám sát về toàn bộ quá trình xả nước thải theo thời gian thực và các chuyên gia Hàn Quốc phải được phép tham gia quá trình này. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề nghị rằng việc xả thải phải được ngừng ngay lập tức nếu phát hiện nồng độ chất phóng xạ trong nước vượt quá tiêu chuẩn. Đáp lại, Thủ tướng Kishida cho biết sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo an toàn và không gây hại đến sức khỏe của người dân hai nước và môi trường. Ông Kishida cũng cam kết thông báo minh bạch và kịp thời kết quả việc giám sát xả thải. Trước đó, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã khẳng định việc xả nước thải từ nhà máy Fukushima đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Theo kế hoạch, việc xả thải sẽ được tiến hành từ tháng 8 tới.